Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại cái đám vườn na bở của mình. Quay cho mọi người xem là cái trái na bở của mình thụ phấn bây giờ nó tròn sao ha. Đây. Ồ, trái nó tròn nó bự nè mọi người. Đó, trái nào trái đấy nó cũng tròn nhưng mà cái mà cánh hoa nó chưa có gớt nữa nè. Nó cứng ghê luôn á. Đây, nó thấy nè. Đây mình cho mọi người xem. Nó tròn đẹp ha, thấy không? Nè, cái nào cái nấy cũng tròn hết trơn á. Đây. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Đây mọi người xem mình thụ phấn nè. Nó thấy không? Thấy mình thụ phấn trái tròn không? Hầu như là mình thụ phấn là trái nào nó cũng tròn hết trơn á nha. Đó, nè. Cái này là biết sao không? À, cái đợt này là cái đầu tiên nè mình thụ nè, cái ngày đầu tiên, còn cái này là cái ngày thứ 5 nè, 5 ngày nó cách nhau gì nè mọi người. Nó trong vòng 5 ngày mà nó cách nhau trời ơi, giật gì nè, hai cái mà mình thụ nhau gì đó ha, là cái trái này nó ăn bự hay là cái trái này nó sẽ không bao giờ bự nha mọi người. Cho nên mình thấy cái tình trạng này là mình vứt bỏ luôn. Nó mình vứt bỏ nó. Cái trái này nó bự thôi cho nó bự đi, cái trái này nhỏ thì mình vứt bỏ. Chứ mình để hai trái mà nó đồng với nhau mà một chỗ mà trái bự trái nhỏ như vậy là cái trái nhỏ thế nào nó cũng bị dợp á mọi người. Nó cũng sẽ bị dợp, bị khô à, nó không có mà để cho nó ấy được nha, cho nó bự được nha. Đây. Đây. Trời ơi nè. Cái nào cũng tròn hết nha mọi người. Đây mình cho mọi người xem đây, cái nhỏ nhỏ đây nữa nè. Đó. Thấy không? Cái tròn, rất là ok luôn. Đó. Đây trái bự nè. Cái này là mình chấm sớm không? Thường thường á là ở ngoài đọt vậy là nó sẽ ra nó ra mầm mà nhiều sớm hơn nha mọi người. Thường thường ở ngoài đọt gì là nó ra mầm sớm hơn, cho nên mình sẽ thụ phấn sớm hơn. Rồi ở trong thân á là nó sẽ ra mầm sau. Mọi người xem nhiều lúc ở trong thân á mà mình không có đeo theo mình thụ phấn á là ở trong thân mấy cái này là nó rụng hết trơn nè. Ở trong thân là hầu như là nó không có. Cái này á là cái bông này là cái bông mãng cầu mà cắt đầu chọc nha mọi người. Nó khi mà cắt đầu chọc là thường thường cái nhánh non ở ngoài nó sẽ ra nhiều hơn, nó ra trước. Còn ở trong thân nó sẽ ra sau. Đó mọi người xem. Cái cây na bở của mình ở trong thân nè, nó dài rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở ngoài thì nó dài hơn. Ở ngoài nó dài, nó bự hơn. Mọi người thấy cái cây của mình nè, mình quằn ra nè nha. Nó cái cây của mình quằn ra. Nè trái ở ngoài đọt nè, 4-5 trái luôn. Đó, đây. 1 đây, 2 đây, 3 đi, 3 trái. Mình thấy 4 trái mà. Đây 4 trái nè, 1 nè. Đây là 2 nè. Còn đây nữa nè, 3 nè. Đó, đây là 4 nè. Đó, một nhánh là 4 trái nha. Tại vì mình á, cái thói quen của mình hay quằn ra dài như vậy nè mọi người. Đây hai cái cây này nó muốn nối nhau rồi nè. Mọi người thấy ha. Cây thì giữa cây cách cây nha, là ở trên nó muốn nối nhau, tại vì mình cho nó lên dàn trên thôi chứ mình không có cho nó đi dàn dưới nha. Đây hai trái nữa nè, hai trái, ba trái đó. Nhưng mà ở trong đây thì chưa có nha mọi người, ở trong đây thì chưa có, tại vì bữa hổm á là cái này là nhánh cắt đầu chọc ra nhiều lúc á, nó ra không có đều bông, cho nên cái bữa mà mình đi chấm á thì mình thấy có chỗ nào mình chấm chỗ đó thôi ha. Tới lúc mà tháng 7 á, một tay tháng 7 mà mình cắt nhánh á, tới một tay tháng 7 mình cắt nhánh á thì tới cái lúc đó là cái bông nó sẽ ra đều hơn. Cái bông nó sẽ ra đều trong cái thời gian mà mình thụ phấn á, nó cũng dễ nữa. Mình muốn trái nó đậu ở trong thì nó ở trong, còn mà mình muốn trái nó đậu ở ngoài thì nó ở ngoài. Đây nè, nó một chùm luôn mọi người. Cái này đâu có để giữ thằng ôn giữ gì nè. Một chùm nè, không có được để giữ thằng ôn giữ nha. Đây nè, quá trời trái tròn luôn nè. Mọi người thấy ha, trái tròn ha. Nè. Đó. Quá trời tròn luôn thấy không? Hầu như là mình thụ phấn là trái nào nó cũng tròn hết trơn nha, không có trái méo nha. Nè mọi người xem nè. Ồ nó đẹp quá nè. Má ơi nó đẹp, thấy chưa? Đó. Thì mình chúc cho mọi người ai cũng có thể là thụ phấn trái tròn trái đẹp y gan như vậy luôn nha mọi người. Ai cũng đã vô mùa thụ phấn rồi nha. Ồ trái nhiều lắm mọi người ơi. Đây nè. Bây giờ vài bữa nữa nó bự. Ồ trái này nó còn dữ nữa nè, nó bự hơn rồi nè. Còn trái nào cũng tròn hết trơn á, không có trái nào mà nói là méo hoặc là nó xấu hết trơn nè, đẹp tuyệt vời. Mình cho mọi người xem nè, mấy cây luôn rồi đó, thấy không? Mà lá của mình nó sum xê, nó màu xanh nè. Đây cây này chết rồi nè, cây này chết rồi, chết đứng như Lê Minh luôn á. Rồi đó, mình trồng cây mới nè.
Đó, cây mày coi mọi người xem nè. Mùa này là mùa hè ha. Ý chưa tới. Tháng này là mùa nắng chứ không phải nó mà hè luôn á. Là cái cây cỏ nó lên rất là nhanh luôn. Mới bữa hổm cắt cỏ xịt thuốc cỏ qua đợt cũng giờ nó lên nữa nè. Thì mình thì tầm chắc tháng này là tháng 5 rồi. Tháng 5, tháng sau là tháng 6. Cho nên là tháng này mình sẽ giải quyết cỏ một lần nữa. Mình sẽ cắt cỏ rồi mình xịt thuốc cỏ một lần nữa. Để bắt đầu bước vào đầu tháng 6 là mình sẽ bón phân chuồng vô. Tại vì phân chuồng là cho nó ăn tầm một tháng mới được. Tầm một tháng nó mới ăn hơi lên trên cái cây mãng cầu của mình. Nó mới bắt đầu phát triển. Lúc đó mình cắt bông cho bông nó ra đẹp. Đó, mọi người xem cây con của mình nó mau lớn nè. Thấy chưa? Ở dưới giàn dưới là mình không có để nha mọi người. Đây mọi người xem cái cây na bợ của mình nè. Là ở cái giàn dưới là mình không có giữ nha. Tôi đưa lên giàn trên. Tại vì mình có xe cắt cỏ đó. Cho nên là mình không có để giàn dưới. Đó mọi người xem cái cây này, cây con của mình cũng vậy nữa nè. Nè cây con nè. Đó, tôi cũng cột lên. Tôi cho nó lên giàn trên này trơn rồi. Đó, tới sang năm nữa là trái bự cho mà coi. Đó, lúc sang năm là đều hết trơn cây của mình, nó sẽ đều cây hết trơn luôn rồi đó. Là mình muốn đám vườn này là chăm sóc là mấy năm luôn nó mới đều như vậy nè mọi người, thấy không? Chứ không có dễ ăn đâu nha. Tại vì dưới gặp năm nay bị bão nữa. Rồi cây nó bị ngã nữa. Đây mọi người xem nè, tất cả những cái cây mãng cầu mà mãng cầu này là mãng cầu na bở của mình nè. Đó, cái gốc này mọi người xem cái lá na dứa nè, thấy không? Nè cái gốc này lá na dứa nè, mình chưa có, mình không có cắt bỏ nè. Đó, để mình nói, để mình gảnh mình quay cho mọi người xem cái gốc na dứa, cái gốc nè, gốc cây na dứa trồng trồng cái cây na bở, chép cây na bở vô nó rất là mau lớn luôn. Tháng 5 năm rồi tới tháng 5 năm nay là đúng một năm, nhưng mà cái này một năm mọi người xem nó bự gì nè. Nếu như mọi người mà cái gốc na bở đi, gốc na bở mọi người ghép na bở là cái cây của mọi người trồng một năm nó không có lên bự gì đâu. Tại vì cái na bở nó rất chậm lớn, tôi thừa biết 100% luôn. Na bở nó rất chậm lớn, nó không có lớn nhanh như na dứa. Na dứa năm đầu tiên mình ghép, năm thứ hai mình quặng ha. Chứ na bở nó rất là chậm lớn luôn. Cho nên mình kêu mọi người là phải lấy hạt na dứa ươm ra. Lấy hạt na dứa ươm ra. Rồi mình mới có thể ghép na bở vô. Đây mọi người xem nè. Nói ghép na bở vô năm nay tôi cho có trái rồi nè. Thấy không? Cho có trái rồi nè. Cái này là nó bị khuẩn nè mọi người. Bị khuẩn nè. Tại bây giờ ở đây nó có trái á, mình đây hai trái nữa nè. Hai trái là trái nhỏ này bỏ nha. Trái nhỏ này bỏ. Trái nhỏ này bỏ, trái rất là tròn luôn thấy không? Nó tròn vo luôn nè. Mọi người thấy tôi thủ phán không? Rất là tròn luôn. Đó. Rồi. Còn cây này cây na dứa nè. Nó lá xanh dài thòn luôn thấy không? Tôi cắt đầu chọc là hôm tháng 3 rồi nha mọi người. Tháng 3 này tháng 5 mới có 2 tháng nha. Đó, 2 tháng mà nó dài coi nè. Nó dài thường thường gì nè, thấy không? Bởi vì mình nói mọi người là không cần phải cắt đầu chọc sớm. Mấy bạn để tới tháng 3 hả cắt, mấy bạn đừng có cắt trước Tết. Hay là thu trái xong rồi cái cắt liền. Để cho tới tháng 3, tháng 4 cắt vẫn ok. Cái thời gian nó ra mầm, nó sẽ tự ra mầm thôi. Mình không có cần phải ép nó đâu. Nó tự ra. Này mọi người xem cây na bở nhà mình nè. Mình để cái tàn nó ra bự nè. Đó. Trái nè. Thấy không? Đây. Bự chà bá luôn ha. Rồi xin chào mọi người nha.